Chăn nuôi, trồng trọt trên đảo là một công việc hết sức vất vả và khó khăn. Nhưng những luống rau, vườn cây ăn quả của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xà Lực, bộ đội biên phòng Kiên Giang luôn xanh tốt. Hiện nay đơn vị cũng đang xuống giống một số loại củ quả và chăn nuôi để chủ động nguồn thực phẩm Tết cho bộ đội. Kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng phóng viên Kiều Hân đến với đồn biên phòng Xà Lực để tìm hiểu rõ hơn về công tác này của người lính quân hàm xanh tỉnh Kiên Giang. Hiện nay thì các đơn vị đang chuẩn bị xuống giống cho những cái loại rau chuẩn bị Tết cho bộ đội. Để tìm hiểu rõ hơn cái công tác chuẩn bị này, chúng ta cùng gặp Trung tá Danh Mạnh. Anh là phó đồn trưởng đồn biên phòng Xà Lực. Anh Mạnh ơi, được biết là đơn vị mình hiện nay đang chuẩn bị cho cái thực phẩm Tết cho bộ đội. Thì anh có thể giới thiệu rõ hơn không? Xin mời chị ra thăm quan cái khu tăng gia của đơn vị. Dạ rồi. Hiện tại sử dụng rau, nhất là rau xanh. Thứ hai là các loại củ quả, gồm có rau xanh thì gồm có rau muống, cắp cải, rau dền, mồng tơi. Rồi còn rau củ quả thì gồm có bí, bầu, mướp và các loại rau khác. Xung quanh gàn rào thì trồng thêm cái lá lốt, lá giang, các loại để phụ thêm cái gia vị cho đơn vị. Dạ. Những đơn vị đóng quân ở gần khu vực biển thì cái đất ở đây chủ yếu là nền đất cát. Thành ra khi mà để tăng gia sản xuất hiệu quả thì bộ đội phải cải tạo rất là nhiều. Em ơi, đất này mình để trồng rau được thì mình cải tạo như thế nào? Đó, báo cáo chị là đầu tiên thì đồn phải lựa những khu vực có đất đai phì nhiêu màu mỡ, sau đó trở về đây để khu vực này, sau đó là mình loại hết những lớp đất cát không có màu mỡ đi, mình để ở đây, sau đó mình tận dụng các nguồn phân bón như ở của tăng gia của đồn, như là phân bò để chủ trộn lại để một thời gian sẽ được một lớp đất như bây giờ thì sẽ được trồng rau được. Cùng với việc trồng các cái loại rau xanh thì cái công tác chăn nuôi cũng không kém phần quan trọng. Hiện nay thì một số đàn gia súc gia cầm cũng đang được tăng đàn nhiều hơn. Khu vực chăn nuôi của mình thì mình đang nuôi những cái loại như gì nè? Dạ thì những khu vực chăn nuôi của đồn thì hiện tại là mình đang nuôi là khoảng 8 con bò, 10 con heo và số lượng ao ngoài ra thì còn có ao cá và gia cầm. Dạ đây là lợn rừng, lợn giống của đơn vị. Loại heo này thì dễ nuôi lắm chị. Mình chỉ cần cho nó ăn những loại rau củ hoặc là cơm thừa thì từ 7 đến 8 tháng thì đạt trọng lượng là khoảng 5 đến 60 kg. Đây là khu nuôi cá của đơn vị thì tổng diện tích ở đây là khoảng 1.500 m². Thì hiện tại là đang nuôi 3 loại cá là cá rô phi, cá chê và cá cha. Thì ngoài cái khu ao cá, cái khu chuồng gia súc gia cầm thì phía bên trước đó, phía sau có một cái khu trồng cây ăn quả gồm có mít, bưởi và đu đủ và dừa, hiện tại là đang ra hoa quả. Thì để phục vụ Tết năm nay thì cơ bản đơn vị đã chuẩn bị lượng đủ cái rau xanh, rau củ quả phục vụ trong Tết cho bộ đội. Hiện nay thì hầu hết các đơn vị ở miền Tây Nam Bộ đã bắt đầu xuống giống các cái loại rau xanh rồi củ quả để chuẩn bị phục vụ Tết cho bộ đội. Việc chuẩn bị của đồn biên phòng Xà Lực như thế này thì đảm bảo Tết của bộ đội sẽ ấm no và sẽ đầy đủ hơn.